Destiny xin kính chào quý vị. Hiện giờ Destiny đang có mặt trong khuôn viên của giáo sứ thánh Ferro Paulo của thành phố Panama City, tiểu bang Florida. Như quý vị đã thấy phía sau lưng Destiny đó là phần nóc của nhà thờ đã bị tóc văng tất cả và sức tàn phá do cơn bão Michael đi qua vùng này rất lớn. Destiny kính mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại đây. Xin cha cho biết là cái cơn bão Michael đi ra qua đây thì đồng bào người Việt của chúng ta ở đây bị thiệt hại như thế nào và chúng ta có bao nhiêu gia đình tại vùng này thưa cha? Tất cả người Việt ở đây thì có khoảng 4 500 gia đình trong vùng Panama City và những vùng lân cận mà bị cơn bão vừa qua thổi đến thì 95% những người Việt ở đây hoặc là tất cả mọi người ở đây đều bị thiệt hại cả nhiều người ít. vì thế cho nên là cái sự thiệt hại thì không thể nào đo lường được bởi vì cơn bão này là cơn bão thần tốc trong vòng một một trăm năm trở lại đây trong nước Mỹ. Điều trước hết tôi xin được cảm ơn tất cả tất cả quý ông bà anh chị em những vị an nhân của đồng bào Việt Nam của chúng ta trong những cơn hoàng nạn bởi vì thế cho nên tất cả sự đóng góp của quý ông bà anh chị em trước trước đây và hiện tại là một cái đóng góp là quý giá trong tinh thần la lành đùm lá rách lá rách đùm lá tả tơi thì xin quý ông bà anh chị em nhớ đến tất cả những đồng hương của chúng ta đang gặp cơn khôn khó sau cơn bão Michael ở đây. thì đây là điểm dừng chân đầu tiên mà chúng tôi vừa đến thành phố Panama City. Chúng tôi đã thấy được cái uh, sức tàn phá của cái cơn bão đó. Michael vừa qua đã thổi sập cái building mà bằng uh, bê tông cũng như uh, metal như vậy đó mà bằng hai ghi rất là cứng mà đã bay sập hết vậy thì phải nói là uh, cái bão vừa qua cái thiệt hại mà đầu tiên mà mà chúng tôi cảm thấy là vô cùng thiệt hại nặng và hy vọng rằng tất cả các cộng đồng thành viên ở các nơi mà nhũ lòng thương đối với đồng bộ hương của mình tại những nơi bị bão như thế này. Cơn bão nó qua thì nó đã tàn phá rất là nhiều, mình cũng cảm thấy rất là thấy thương xót là mình cảm thấy sau mà uh, có nghĩa là người đồng hương của mình bên đây bị như vậy, nhất là Panama City thì không có một cái cộng đồng uh, nào để mà không có một cái Vietnamese community nào để mà take care của đồng hương. Thành ra là chúng tôi ngày hôm nay uh, tất cả phải có trách nhiệm để mà đồng bọc lẫn nhau. Chúng ta là người Việt Nam là người đồng hương thì cho dù bất cứ ở nơi nào thì khi mà người đồng hương của mình bị hoàn nạn thì chúng ta cũng phải có tinh thần giúp đỡ với nhau. À, chúng tôi có mặt ngày hôm nay ở vùng Panama City. Cái điều chúng tôi lo ngại nhất là đồng bào địa phương trong tương lai gần và trong tương lai xa có đủ cái khả năng kinh tế để tiếp tục xây dựng lại cơ sở đời sống và tạo dựng lại cái mái gia đình mà bao nhiêu năm nay đã bị mất đi trong cái cơn nạn thiên tai Michael. Qua cái sự Phú được thấy thì cuộc tàn phá này nó quá dữ dội. Thì nhân dịp đây chúng tôi xin kêu gọi quý vị mạnh thường quân các cơ sở thương mại xin vui lòng trọng lượng để đóng góp một chút tình tài tình vật để giúp đỡ quý Phật tử hay là quý đồng hương ở thành phố này. Em lúc rồi em ở nhà đứng ngoài này là dòm mấy cây nữa nó nó bay ngã trước sau rồi nó mới dở cái nhà đi mà gỗ kiến thì lấy cái, cái, cái ghế cho ba tấn vô nó không bể kiến đó không bể kiến luôn lúc mà nó chĩa chóc cái tấm giăng ép kia là bắt đầu nước nó vô nhà nó sụp rồi xiết chóc nó xuống mà ở trong nhà đâu mà đâu có đi đâu lúc xe chất của em đậu đây nè nó dở lên nện xuống dở lên nện xuống nó xe chất trắng đó vợ chồng em gia đình em chỉ biết cảm ơn tất cả các anh các chị giống như đã có lòng có tấm lòng mà đến mà giúp những người đồng hương như vậy em chỉ biết em, em biết nói cảm ơn nhiều tại vì anh em chúng tôi năm trước cũng đã bị và biết cái cảm nghĩ của những người nạn nhân ở houston bởi vậy chúng tôi xin được nghỉ việc và đã trong ba ngày qua đã tới uh từ Houston lái tới North Carolina là thành phố New Bern và thành phố Wilmington để thăm các nạn nhân hôm nay đó ngày chủ nhật á chúng tôi lái ngày đêm tới đây á để được gặp những người mà tại chủ nhật thì gặp nạn nhân nhiều hơn thì chúng tôi chạy qua thì thấy chỗ này rất là thê thảm à, tuy rằng không bị lụt nhưng mà toàn mà mái nhà rồi cây cối đều sập hết tại vì bị gió vậy chúng tôi rất là thấy là thương tại tu viện Quan Nam Hải thì tất cả những cây À, trên hai chục mẫu đất công viên này thì không còn một cây nào sống sót hết tất cả cây đều đổ ngã hết và ngay cả cái chỗ mà mình sinh hoạt thường cũng như chánh điện tạm để các vị có thể tới mà tu tập hành trì à, lời Phật dạy cũng như nhà bếp lưu thất đều là đổ vỡ hết à, hư hại hết à, thì nếu mà quý đồng hương Phật tử xem cái clip này xin quý đồng hương Phật tử hoan hỷ vui vẻ giúp cho mình xây một cái nơi trước là pháp đường để mà các vị ở đồng hương ở đây có chỗ nơi mà tu tập lời Phật dạy cũng như sống về đời sống tâm linh lạnh mạnh hơn. Destiny, chương trình cho SBTN từ Panama City, Florida.